Honda v vốn được đánh giá là mẫu xe chất lượng trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam. Tuy vậy, doanh số xe luôn thuộc dạng thấp nhất nhóm. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này chính là thiết kế có phần bảo thủ cùng giá bán nương ở mức cao so với mặt bằng chung. Bước sang thế hệ mới, Honda HRV đã khắc phục mọi nhược điểm trên với sự thay đổi toàn diện trở nên bắt mắt, hiện đại, thể thao, hợp thời, tiện nghi hơn. Đồng thời giá xe cũng được điều chỉnh về mức được cho là dễ tiếp cận và cạnh tranh hơn. Bước sang thế hệ thứ hai, Honda HR-V gần, như không còn vương vấn thiết kế cũ khi kích thước tổng thể dài, dài rộng cao, lần lượt đạt 4.385mm, 1.790mm, 1.590mm, tức dài hơn 51mm, rộng hơn 18mm nhưng thấp hơn 15mm, sự thay đổi về thông số tạo tiền đề để các kỹ sư của Honda thỏa sức sáng tạo, mang đến mẫu SUV đậm chất thể thao, sang chảnh và hợp thời. Động cơ trên Honda HR-V 2022 cũng thay đổi từ 1.8 thành tăng áp 1.5, cho công suất 174 mã lực và mô men xoắn 240 Nm, giúp xe tăng tốc tốt hơn gấp 1.5 lần so với thế hệ cũ. Đi cùng đó là ba chế độ lái normal, Eco và Sport. Đồng thời nâng cấp hệ thống treo, hệ thống đánh lái nhằm gia tăng sự đa dụng, rộng rãi cho không gian nội thất và tính năng lái thể thao trên xe. Công nghệ an toàn trên Honda HR-V 2022 vượt trội với hệ thống Honda Sensing tiên tiến, ứng dụng trên cả hai phiên bản. Hệ thống này gồm 6 tính năng an toàn hàng đầu hiện nay: phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, thông báo xe phía trước khởi hành. Dù nhận nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành, nhưng giá bán xe Honda HR-V 2022 lại nằm ở mức dễ chịu hơn rất nhiều. Cụ thể, bản L được niêm yết ở mức 826 triệu, tức thấp hơn tới 40 triệu so với mô hình cũ, còn bản cao cấp RS chỉ ngang giá bản L trước đây 871 triệu. Điều này liệu có ảnh hưởng đến sự định giá Honda HR-V cũ khi mô hình trước đây nằm ở mức niêm yết cao chót vót? 2. Honda HR-V cũ đang được định giá như thế nào? Khảo sát trên nền tảng tin giao trực tuyến hiện nay cho thấy, Honda HZV cũ đang được chào bán với khoảng giá như sau. Honda HZV-G từ 630 đến 705 triệu. Honda HZV-L từ 556 đến 820 triệu. Từ những con số trên có thể thấy Honda HZV đang có độ trượt giá thấy rõ, trên thị trường ô tô cũ. Điều thường ít thấy trên các mẫu xe Nhật, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung như hiện nay. Thậm chí, có không ít những mẫu xe bán ế rơi vào cảnh khai tử nhưng vẫn đội giá trên sàn xe cũ như Toyota Rus, Hyundai Kona, Ford EcoSport. Song với trường hợp của Honda HR-V hoàn toàn có thể dễ hiểu khi mô hình mới sở hữu quá nhiều ưu điểm về cả diện mạo, trang bị, vận hành đến giá cả. Nguồn cung xe mới cũng không khan hiếm như những mẫu xe hát trên thị trường. Do đó, xe cũ không có cơ hội để được làm giá. Theo chia sẻ từ những người trong giới, độ trượt giá của Honda HRV cũ lại chính là món hơi dành cho người tiêu dùng khi những chiếc xe này, đều còn khá mới, lăn bánh từ 2018 đến nay. Xe Cộ XX